Thưa quý vị, sáng nay hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố có Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2022, bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ sẽ điều hành theo chủ đề đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển, đồng thời tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19.